Lego. Lego gì quay? Lego đây, tao lại đi Kicker. Lego này Lego gọi là gì quay? Kicker. Lego Ninjago. Chơi cầu tuột. Lego. Cầu tuột cái logic đẹp không mày? Cái làm đẹp chưa? Nè. Mới được này nâng lên nâng xuống được nè nó. Ghê chưa? Cao nè. Này tuột là hết sảy luôn á. Tự động nè nè nâng lên nâng xuống được nè, đâu có gãy bọng mày đâu. Hết sảy như con bà bảy gì đó. Rồi dục để con ấy vô em. Thử hàng coi. Đâu rồi? Con Lego đâu? Cách nó đâu? Đấy, đó. Không có tóc mà. Chơi cạo cạo đầu ta rồi kỳ vậy. Chơi gì chọc lóc à? Rồi chơi thì chọc lóc luôn. Cắm cái đầu gần này nè. Cái hả? Rồi thử nha. 1, 2, 3. Chỗ này ủa sao nó không chạy cho Nguyên? Nó sao sao Nguyên? Tao bị khác rồi. Cái gì? Tao quên hả? Quên gì? Quên hả? Tao quên hả? Nhẹm. Nó ngừng rồi, nó ngừng rồi. Nè. Chết tư lại lên gì nè. Đẹp không? Tư lên lên. Nó chạy. Đâu? Không chưa? Dỡ đít lên, dỡ cái giò lên á. À, công giò, cho chu đít lên. Hấp con Nguyên rồi, chắc năng lên nữa. Được cái ấy Nguyên, được cái khổ cái ngồi đó kìa. Ịnh cái kia kìa. Ừ. Ịnh vô đây nè, đâu có sao, nó còi Nguyên à, không có sao. Đây, được đây, ịnh cao vậy nè. Được đây. Được đây, không có được, làm lâu lắm. Nè, để khác vô, khác nữa. Xác nữa. Đẩy xuống trong đây không có gết ra ngoài đâu. Xác vô. Xác vô. Đè xuống, đè nó sập xuống. Đè cho sập cái này xuống đi mày. Đè cho vô mắt coi. Mắt chưa? Mắt chưa, vô mắt chưa? Chưa vô mắt Nguyên ơi, vô mắt chưa? Được rồi. Nào không vô mắt chưa nha. Trời nó cao đủ cao đó. Ngon lành. Ngon lành canh đào. Ê. Xích. Cái hành trượt nó rồi. Gắn vô lại. Gắn. Tí. Rồi, ngon lành. Rồi dùng con ra vô lên. Con này ra vô nào. Nhìn ra vô không có đầu hả? Gắn cái đầu vô. Mấy cái mặt coi. Cái mặt con Ninja vô. Cái mặt con Ninja vô. Cái mặt Ninja vô mà mắt Ninja vô. Ninja vô rồi bay lên. Chiu. Bay lên. Bay lên. Ủa này Ninja Batman hả? Batman à, nó ghê chưa? Đủ cao rồi đó. Rồi mượn chiếc xe luôn. Xe bay. Nhảy 1, 2, bay lên. Tốc độ bằng hết. Tốc độ với thằng giẫm chó vậy đó. À vậy nè. Uuuun. Xích ra cho văn mày luôn em ơi. Tông kê luôn chăng. Nè nè nè. Hà rất ngõ. Đó. Nè. Tốc độ với thằng. Rồi gãy hết trơn luôn rồi. Rồi luôn. Bãi chơi rồi. Bãi chơi luôn rồi. Bể chân luôn rồi. Rồi luôn. Cái này còn quay. Được rồi, rồi gắn vô lại. Cái này gắn vô đây. Cái này nè. Còn cái này gắn vô đây thì phải lâu. Còn không xin ngầu hết trơn Nguyên á. Giờ này lên lại con Nguyên. Nè. Cái này gắn vô đây nè. Được chơi lên chăng? Khoan, từ từ. Cái này thì gắn vào đây. Nói rồi mà ông cãi mà. Bể tanh bành hết chưa? Ông cãi mà.
Ghét lên ba gãy nữa bây giờ. Sao gãy được? Gãy nè, gãy nè. Gãy nữa không Nguyên ơi. Khiến từ từ đi Nguyên ơi. Cái ao không có nó gãy nữa. Rồi vác lên, vác cái đó lên, vác ngắn lại. Đồ này đây. Này còn Nguyên đâu hả? Súng đâu sợ. Đây, súng còn nha, cái súng còn nè. Đây, 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 đây. Này con Ninja Ro chạy xe siêu tốc, chạy xe cảnh sát gì đây không biết. Đem đây, đem cầu trượt lên Nguyên. Đem cầu trượt lên. Gắn lại coi, lật quay. Này đâu phải không? Rồi gãy luôn cái này luôn hả? Gãy tùm lum chân á. Vớt cái hành lên chân không ơi. Xích luôn cái máy chuột mày sao xích luôn rồi. Đè cho coi Nguyên. Đè cho coi, tự đè cho coi nè. Cậu đi chơi luôn nè. Đè cho coi, đè cho coi. Đè cho coi Nguyên, lấy tay đè cho coi. Cứng chưa? Cứng rồi. Rồi mà sao, gắn cái đít mày sao coi. Gắn máy chuột mày sao coi. Chịu luôn đi. Rồi tiếp tục. Nuốt cho mày, nuốt kẹo hết chưa? Nuốt hết trộn quá. Cái hôm nay hùng đứng xuống vậy. Ừ. Mà con Ninja Joe này, con Ninja siêu nhân Xe Man, Ninja Go Bang Man. Rồi cho leo lên đây đi. Chờ chút, tưng. Cầm đây lại không em? Dạ. Cầm con bay men lại coi. Đụng con bay men tích luôn. Ôi chạy, chạy này nha. Anh cha. Đây. Con háo có đắp luôn. Dướng rồi, không ra ngoài được. Xe cứ phải men luôn, bóng đèn luôn. Ăn vô, ăn vô, ăn vô. Chưa mà. Chạy tới đâu nhúng nhúng cái đó mày. Xong chưa? Ủa ba men không có nón không mày? Không, có nón đâu. Có chứ. Không, ba men có nón. Ba men này mới có. Nhìn ba men không có tóc hả? Không. Có tóc đâu. Ba men phải có nón chụp vô nữa. Thiếu cái nón chụp rồi. Không, nó chụp là ba men đen. Ba men đen mới có nón chụp. Nè, ba men bay nè, bay tốc độ hăng hách. Ún. Chở này lên, cho gấp đầu lên. Chở lên. Gầy lô. Rồi luôn. Nên nó thẳng hàng luôn Nguyên ơi. Thẳng hàng luôn hả trời. Chưởng. Gầy chưa. Nội lực khâm hậu chưa. Chưởng rồi đó. Dằn luôn rồi. Làm gì vậy? Dạ. Dạ, mang cái này lại. Rồi đưa đồ đấy thôi. Vậy đâu chuột nữa mày? Đâu còn vậy đâu chuột nữa? Kèo nó che kìa chuột đi. Nó che chuột vậy? Thế nó lăn đời, nó lăn anh tốt chứ rồi. Nè, cái gì nè, em á. Bánh xe chuột được nữa hả? Em á.
đè này xuống quay đè này sát đừng cho nó ngập ngập lên coi. Ơ dạ mình biết cái này nè cha. Đứng này. Đứng gì? À gì có. Nó đậu lăn được. Này đổ này lên đây đậu lăn nè. Không được, không có được. Không được. Đúng ra. Mày nắp lại chưa? Chưa. Làm đồ ăn ăn là giờ. Nguyên làm chiếc bánh trơn ngoài xe xe nó úi một chiếc bánh trơn rồi. Con này mình để trong kho. Kho đây à? Đưa mấy con in lên vô coi. Dạ. Đưa đây coi. Dạ. Rồi. Ngồi thử coi Nguyên, gậy cái cậy không Nguyên. Dạ. Rồi phá bỏ cái này đi. Tháo vỏ ra đi. Gậy mới sợ á. Ghê mạnh mẽ thiệt. Rồi bàn tay của bàn tay gì ta, bàn tay năm ngon ai mà ngoại bàn tay gì ta, có bàn tay đó hả? Nhưng mà bàn tay của kia ông gì nè, súp vàng không phải bàn tay gì ta, người mang tin không phải cái ông gì năm có năm viên ngọc nè, sáu viên ngọc nè, bàn tay gì nè, súp vàng không phải ông bóp cái hí. Ý là bàn tay mạnh mẽ phá vỡ những bọn cái logo. Hít. Wow. Và ghê thiệt. Nãy cho con bóp gì coi nhận nó nắp chân. Gùng lên coi, gùng chuột mạnh mẽ coi. Nè, cái gì nè. Ồ, chuột cống. Để giữ chứ, để chăn con coi. Ít. Rồi, gùng chuột lên. Rồi bóp này đi, phá vỡ những cầu tuột. Thôi ghê thiệt, ghê Nguyên quá, chục bự quá Nguyên ơi, Nguyên làm gì ghê quá. Đập ngược lại. Ừ hí. Cứng quá Nguyên ơi, làm không được Nguyên ơi. Bàn tay của con chị thua Nguyên ơi. Dạ, như vậy được không? Được, nữa. Dạ. Nữa, tháo hết đi luôn. Ý dạ, mạnh mẽ coi, mạnh mẽ. Bàn tay của ông sugar. Ông gì cũng quên luôn rồi. Dạ.